đây ăn. Ở đây cái ăn một hộp luôn. Đây các ăn nào. Thủi thôi chị không ăn. Không ăn. Ừ. Con này nó ghê lắm, nó không ăn rồi, nó không ăn. Thà nhìn đó chứ không ăn. Không ăn chị. Cho nó một hộp luôn, nó không ăn nè. Nè. Ừ đâu. Ăn ngò nhiều lắm nha cô. Mai có làm cái gì ăn ngò nhiều lắm, đậu hàng cũng nhiều. Ăn đi con, giỏi nha. Giỏi đi con, ôi trời mẹ ơi. Giỏi nè. Cái này của cô hay của ngoại vậy? Cô để đây ướt á. Của ngoại, bà ngoại em để cho nhớ. Liếm 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 liếm. Chị biết trong cái hộp này là có ít cái con cái mùi cá cũ. Mà nó hửi hửi chứ đâu có ăn đâu. Ghê chưa? À, liếm liếm mà. Sao vậy? Cá hấp luôn á. Nước ngoài ta ăn không? Dễ gì có ăn đâu, tao qua nước ngoài đang tính tiền đô. Nước ngoài xuất khẩu mắc lắm á con. Tính tiền đô mới có ăn á. Chắc là trộn cái cá đi vô. Ăn một cách gượng ép, liếm liếm, cắn cắn cái chút xíu 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 à. Chứ kia là ăn cái kia là wow 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 ăn. Còn trộn cái kia nhiều hơn một chút. Ừ. Không? Có mùi. Cái này trộn cột. Ăn gượng ép mà cắn một chút mùi liếm kìa. Giống như ăn vô là nhắm mắt nhắm mũi là ăn. Đó. Trời ơi mày lại ca rồi đó. Đó. Nhắm lại ca ăn nóng vậy. Ăn, ăn chay. Sao nhập đại ca ăn lắm. Không có bị nhả ra. Cắn là còn nhả ra. Hôm qua đại ca ngồi máy massage thích lắm. Ừ. Nói em hồi sáng cũng nói máy đó. Ngon lắm. Em mà rắp đèn xong đau lưng vô ngồi lã. Ừ thì là để cho nó. Nó tặng cho thằng nào rắp đèn mỗi lưng vô đó massage. Em hỏi vậy để phòng cậu hả? Để phòng cổ hả? Không, phòng của em cả. Dọn cái bàn hướng vi thôi. Ăn đi con. Để ngay chỗ cái bàn hướng vi, để chỗ bàn vi là được đó. Ăn có một miếng mà liếm mép miếng thôi. Cắn có một chút mà liếm liếm liếm. Trời ơi trời. Ai giống nó không? Không có mà đó không thèm không.